Hello, hello, xin chào các bạn, Thuận đã trở lại rồi các bạn Vắng mặt chỉ có 4 ngày thôi mà nhiều thì thường cảm thấy như là giắng mặt cả tháng rồi Và trong vòng 4 ngày đó cũng có rất nhiều những cái tin tức các bạn Nhưng mà thật ra nhìn lại đó thì cũng không phải là có nhiều sự thay đổi đâu Để chia sẻ với các bạn những cái thông tin lớn trong cái video ngày hôm nay Và những gì mà các bạn cần nên biết Và chỉ mới có mấy ngày thôi mà không làm video đó Thường cảm thấy là cũng không quen đâu các bạn Tại vì hàng ngày làm video cũng đã quen rồi Nhiều khi đó có nhiều bạn rời khỏi thị trường này là cả năm hay là hai năm mới trở lại mới vắng mặt có 4 ngày thôi đó thì khi mà trở lại đã phải đọc rất nhiều tin tức để có thể nắm bắt được là chuyện gì đã xảy ra các bạn nhiều khi đó thường thấy có nhiều bạn rời khỏi thị trường này một năm hai năm có thể là khi các bạn đã trở lại đến thị trường này như là một thế giới khác luôn rồi và ngày hôm nay đó thùng đã trở lại với cái chiếc áo chưa năm mưa rồi các bạn và thùng cũng đã thay đổi cái hình nền cái background tại vì chúng ta đã qua ngày lễ noel rồi hy vọng các bạn có một ngày lễ giáng sinh vui vẻ cùng gia đình và chúng ta bây giờ đã tiến tới ngày lễ tết tây rồi các bạn thời gian trôi qua cực kỳ nhanh năm nay rất lẻ luôn các bạn và chúng ta thấy là năm nay đây chỉ còn có khoảng chừng là bốn ngày nữa thôi đã kết thúc rồi và năm nay là một năm rất là tốt cho thị trường tài chính nói chung mặc dù là giờ này năm ngoái đó có rất nhiều những lo lắng các bạn chúng ta đã biết là giờ này năm ngoái là lúc mà chúng ta thấy Fed đã bắt đầu tăng lãi suất khoảng chừng được nửa năm và tình hình kinh tế bắt đầu chậm lại và các bạn thấy rất nhiều những cái sự dự đoán cho năm nay đó là cực kỳ tệ nhưng mà chúng ta thấy kết thúc năm nay là một năm rất tốt cho thị trường tài chính nói chung chúng ta có thể nhìn thấy những chỉ số lớn của chứng khoán ngày hôm nay đã cũng kết thúc là một màu xanh chúng ta thấy chỉ số Dow Jones khi mà nhìn lại đó trong vòng từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 13.6% Tuy là những bạn nào mà trong thị trường crypto đó thì các bạn cảm thấy được là wow, chứng khoán Hoa Kỳ chỉ tăng có 13% trong vòng một năm mà thôi. Trong khi mà chúng ta thấy được là những altcoin nhiều khi tăng 13% trong vòng 10 phút các bạn. Cho nên các bạn cảm thấy là không có nhiều. Nhưng mà thật ra đây là một thị trường nó có tính ổn định rất là cao. Vốn hóa cực kỳ nhiều các bạn tính hàng nghìn tỷ. Cho nên khi mà chúng ta nói tới là trong vòng một năm tăng 13% đó là con số rất lớn tại vì cái vốn hóa rất là lớn các bạn người ta đầu tư vào những chỉ số này đó con số rất nhiều có thể nói được là nhiều khi người ta đầu tư cả tài sản về hưu luôn cho nên tăng 13% là con số không hề nhỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy được những chỉ số mà có dao động cao hơn như là S&P thì S&P 500 đó các bạn nhìn thấy được cũng là một chỉ số lớn thì tăng tổng cộng trong vòng từ đầu năm tới bây giờ đó là 24.5% chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq Nasdaq là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ hơn nghĩa là cái độ dao động nó sẽ cao hơn các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq trong năm nay đã tăng tổng cộng là 44% rồi các bạn nói chung cả ba chỉ số này đều ở mức rất là cao và năm nay là một năm mà có sự hồi phục cực kỳ tốt cho cả ba chỉ số này độ tăng trưởng không hề nhỏ bây giờ chúng ta thấy là còn vài ngày nữa thì Bây giờ thị trường futures cũng không có thay đổi nhiều. Các bạn thấy được là cả ba chỉ số bây giờ thì xanh nhẹ. Nhưng mà cũng không thay đổi nhiều rồi các bạn. Tại vì chỉ còn có 4 ngày nữa là kết thúc năm nay rồi. Nhưng mà thực tế hôm nay đã là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ rồi. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali. Ở Việt Nam nó bước qua là ngày thứ năm Có nghĩa là trong năm nay chúng ta chỉ còn có 2 ngày tài chính nữa thôi đó chính là ngày mai và ngày mốt cho nên trên căn bản đó chúng ta đã thấy độ kết thúc của năm nay là rất tốt cho thị trường tài chính rồi chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu thì sao không thể nói nhiều các bạn hợp đồng có dầu ở mức là 74 đô 27 cent cũng trong phạm vi mà chúng ta thấy đã ổn định từ đầu năm cho tới bây giờ còn về vàng thì sao các bạn vàng đây thì chúng ta thấy được là cũng đã có cái sự tăng trưởng bây giờ mức là 2092 không biết là trong vòng 2-3 ngày qua đã có đạt đỉnh mới hay không để thường xem lại trong vòng 2-3 ngày qua thì như thế nào để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy được là cái mức cao dựa theo CBC đó là hợp đồng của vàng ở mức là kết thúc khoảng 2089 Có nghĩa là trong ngày đó có lúc đã lên tới mức là 2.100 đô nhưng mà sau đó kết thúc là mức 2089 089 Hôm nay các bạn thấy được kết thúc ở mức là 2 Thì dựa theo biểu đồ này đó đây là cái mức cao nhất trong năm nay rồi các bạn và có thể nói đây là một cái mức kỷ lục cho vàng. Vàng đó thì không có dao động nhiều rồi các bạn. Tại vì nếu nói riêng là một loại tài sản đó thì vàng đã là loại tài sản thấp. Có cái số lượng vốn hóa cực kỳ cao rồi các bạn. Nghĩa là có số lượng vốn hóa lên tới ước tính là 13.000 tỷ. Thì nó sẽ không có dao động nhiều như những loại tài sản khác đâu. Nhưng mà các bạn thấy được là cái thời điểm mà dao động nhiều đó chính là sau khi mà có vàng ETF. Cho nên khi mà chúng ta nói tới Bitcoin ETF đó thì nhiều người rất là hào hứng các bạn. Tại vì chúng ta sắp sửa chứng kiến cái khoản khoảnh khắc lịch sử cũng như là chúng ta đã chứng kiến đã có vàng ETF ở Hoa Kỳ vào tháng 11 của năm 2004 các bạn và sau đó chúng ta đã thấy được là giá vàng đã có một cái sự tăng trưởng rất là nhanh từ khoảng chừng là 3 400 đô đã lên tới cái mức cao sau đó là năm 2012 các bạn tăng trưởng nhiều năm liên tục và kết thúc cái chu kỳ đó ở mức là 1.773 đô các bạn trước khi mà chúng ta thấy được là vàng đã đỉnh mới trong cái thời gian gần đây Nói chung đó thì các bạn thấy được là vàng spot ETF đã là một cánh cửa dẫn rất nhiều dòng tiền đi vào thị trường vàng mà trước đó không có. Thì chúng ta vẫn có lòng tin là Bitcoin spot ETF khi mà được thông qua nó cũng sẽ là cánh cửa dẫn dòng tiền đi vào thị trường Bitcoin này và vốn hóa sẽ lớn mạnh. Cũng đồng nghĩa là giá cả sẽ tăng các bạn. Tại vì chúng ta thấy được dòng tiền đi vào thị trường nghĩa là cái nguồn cầu tăng lên nguồn cung nếu như mà không thay đổi hay là thậm chí giảm nó sẽ dẫn đến là giá sẽ tăng rất là nhanh và đó là cái sự kỳ vọng của chúng ta đối với Bitcoin Spot ETF. Nhưng mà cái mà chúng ta vừa nói đến đó chính là thời gian dài hạn chứ không phải là ngay lập tức Thậm chí đó chúng ta thấy được là khi mà vàng ETF được thông qua đó thì sau đó giá cả tăng một chút xíu rồi khoảng chừng là một tuần sau đó các bạn thấy được là giá vàng đã có một sự điều chỉnh khoảng chừng là 10% trước khi mà chúng ta thấy giá vàng tiếp tục có sự tăng trưởng và điều đó đương nhiên có thể xảy ra với lời Bitcoin Spot ETF Hiện bây giờ đó có sự hào hứng mọi người đang chuẩn đoán xem coi là khi nào Bitcoin Spot ETF được thông qua khi mà thông qua rồi đó thì cái nhu cầu nó sẽ là bao nhiêu bao nhiêu người bây giờ họ mua trước đó chỉ đợi cho đến khi nào mà có Bitcoin Spot ETF rồi sau đó họ sẽ bán để mà kiếm lời cái đó nó chúng ta không thể nào mà biết chắc chắn được cho nên trong thời gian ngắn hạn đó đương nhiên sẽ có những cái sự dao động khi mà chúng ta nhận được thông tin chính thức nhưng mà cái mà thường quan tâm nhiều hơn đó chính là trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm sau thị trường này sẽ ra sao các bạn khi mà chúng ta đã có cánh cửa đó sẵn sàng chào đón dòng tiền mới đi vào thị trường này. Các bạn sẽ thấy được là ở trên mạng đó ai cũng muốn biết là khi được thông qua đó thì giá sẽ như thế nào, giá sẽ tăng ra sao. Không ai hỏi trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi giá sẽ ra sao. Cái đó mới là điều quan trọng đối với thường đối với một người đầu tư dài hạn chuyển qua nói tới Bitcoin đó, thì các bạn thấy được là giá bây giờ đã tốt hơn so với cái đây 4 ngày trước khi mà Thuận đi nghỉ lễ Noel các bạn. Chúng ta thấy bây giờ giá Bitcoin đã là 43.682. Đương nhiên trong khoảng thời gian 4 ngày đó đó cũng đã có một thời gian nhiều bạn cảm thấy lo lắng Tại vì giá cả lại có cái sự điều chỉnh xuống các bạn Và xuống tới cái mức là khoảng 41.616 đô thì vẫn hơn 41.000 đô Nhưng mà nhiều bạn lại lo lắng Và thuận trước khi mà đi vacation cũng đã chia sẻ với các bạn là chúng ta cũng nên cẩn thận những ngày nhất là những ngày cuối tuần cộng với ngày lễ như là chúng ta vừa thấy và sắp sửa tới đây đó là chúng ta thấy sẽ có cái ngày lễ đó chính là ngày lễ New Year năm mới thì chúng ta thấy được là ngày lễ New Year cũng sẽ là ngày thứ hai nghĩa là trong những tuần đó đó chúng ta sẽ thấy là cái số lượng volume gì ta sẽ không có cao và những trader trên Wall Street cũng sẽ không có làm việc các bạn và nếu như một ai đó muốn làm giá trên thị trường đó thì đó là thời điểm tốt nhất các bạn tại vì cái Volume nó không có cao, order book thì rất là thin các bạn, rất là mỏng cho nên dễ dàng bị làm giá. Và có phải chúng ta chứng kiến điều đó xảy ra hay không đó, thì đương nhiên thường không phải là market maker. Chúng ta chỉ biết là giá đã có một cái sự giảm xuống và có một số những cái thông tin first bắt đầu được tung ra các bạn cùng trong thời điểm này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nói tới hai thông tin để chia sẻ thêm những tin tức mới hơn với các bạn. Thì có một trong những thông tin rất lớn được chia sẻ trong vòng mấy ngày qua đó chính là liên quan tới Mao Gox. Thì nó bắt đầu như thế này các bạn, một số người đó họ đã bắt đầu lên những diễn đàn tại vì các bạn biết là Mao Gox là cái sự kiện đã xảy ra cái tay 10 năm lúc đó, đó sàn Mao Gox bị hát một số tiền rất là lớn các bạn lúc đó khi mà quy ra đồng đô la đó thì uh, so với bây giờ có nhiều vụ hát lớn hơn nhưng mà ngay thời điểm đó cái số lượng bị hát của sàn Mao Gox cực kỳ lớn các bạn dẫn đến sàn này đã bị phá sản mà đương nhiên khi mà phá sản rồi đó thì cái số lượng tiền có thể thu hồi lại được sau cái vụ hát đó đó thì sẽ trả cho nạn nhân nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa trả các bạn bao nhiêu năm qua năm nào chúng ta cũng nghe nói tới thông tin này hết thì cuối cùng đó, trong vòng mấy ngày qua thì các bạn thấy là có những diễn đàn mà người ta tham gia vào những nạn nhân tham gia vào để họ chia sẻ thông tin với nhau thì đã bắt đầu có một số người nói là hey tôi đã nhận được một số cái tiền bồi thường nhưng mà trả vào cái account PayPal và các bạn thấy được là đây chỉ là một số người đăng mà thôi. Chúng ta thực sự không biết được là tổng cộng đã có bao nhiêu người nhận được và nhận được bao nhiêu. Một số người đăng thì họ nói là họ nhận được con số thực sự cũng không phải là nhiều các bạn. Họ nhận được một người nói là khoảng 30 là yen thì nghĩa là đâu đó khoảng chừng là 200 đô mà thôi. Trong khi là người này họ nói là họ đang chờ đợi nhận lại được là khoảng 950 đô la cỡ đó nhưng mà chỉ nhận được một phần nhỏ mà thôi và một số người khác nó cũng tương tự như vậy chúng ta không biết được là tổng số tiền là bao nhiêu nhưng mà một số người cũng nói là tôi nhận được hai lần nghĩa là đã nhận được cái giao dịch đó hai lần thì bây giờ đó bên sàn Malgox cái người mà đứng ra để mà lo cái vụ phá sản nó là những ai mà đã nhận được số tiền hai lần có nghĩa là nhận lộn đó thì phải trả lại một phần đó thì các bạn thấy được là đây là một sự kiện đã xảy ra trong vòng mấy ngày qua và không phải là cái số tiền những người này nhận được khiến cho nhiều bạn lo lắng mà nhiều bạn lo lắng đó là tại vì cái số bitcoin được lưu trữ bên Mogox không hề nhỏ cho nên dẫn đến rất nhiều người lo lắng là lỡ như mà họ thật sự bán bitcoin bây giờ thì sẽ ra sao các bạn như thường chia sẻ với các bạn cách đây 10 năm Mogox ở Nhật Bản đã bị hát với số lượng là 850.000 BTC. Sau đó họ đã lấy lại được một phần để trả cho các nạn nhân. Số lượng Bitcoin còn lại là khoảng 137.000 Bitcoin. Tuy là cái thông tin cho thấy một số nạn nhân như thường chia sẻ đó đã nhận lại được tiền mặt. Nhưng mà cái số lượng Bitcoin trong ví mau gót cho đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu di chuyển các bạn. Nghĩa là các bạn thấy được là trong vòng mấy năm qua đó thì đã có một đợt sàn mau gót. Cái người mà quản lý bảo vệ phá sản đó thì họ đã bán một số lượng Bitcoin. Và có thể cái số lượng tiền đó là cái số lượng tiền dùng để mà trả cho một số nạn nhân thông qua account paypal của họ nhưng mà cái mà thường muốn các bạn hiểu đó đây là thông tin thường đã chia sẻ nhiều lần hầu như năm nào cũng chia sẻ hết tại vì năm nào cũng có người lo lắng về ma một điều nữa các bạn nên hiểu là chỉ có một số lượng nhỏ chu nợ sẽ được trả mà thôi đó là những người mà chấp nhận được trả trước chỉ khoảng chừng là 20% số tiền mà thôi chứ không phải là tất cả và số còn lại đó thì vẫn sẽ bị giữ và theo lịch thì Mao gót sẽ trả tiền theo từng đợt và họ cam kết đó là sẽ không có bán số lượng lớn làm ảnh hưởng đến giá cả tại vì trước đây có một lần đó họ đã bán trên những sàn giao dịch các bạn dẫn đến giá cả có cái sự giảm xuống và lúc đó đó thì các bạn thấy là những nạn nhân những chú nợ đó thì đã lên tòa nói là tại sao làm như vậy tại vì những chú nợ, những nạn nhân thì đương nhiên là họ muốn bán Bitcoin không có giá thì sau đó đó, cái người mà quản lý phá sản Marox đã đồng ý là họ sẽ bán thành từng đợt, bán làm sao để cho không ảnh hưởng đến giá cả của Bitcoin, tại vì càng bán mà giá cả càng xuống thì họ sẽ lấy được càng ít tiền và những nạn nhân sẽ lấy được càng ít tiền hơn. Cho nên các bạn thấy là đó là điều không tốt cho tất cả mọi người. Cho nên việc lo lắng là tổng cộng cái số lượng 147.000 Bitcoin còn lại này được bán cùng một lúc đó thì hầu như là không có xảy ra các bạn. Cho nên đó là một cái sự lo lắng đó, nó không có trở thành hiện thực và chúng Chúng ta đã thấy được là cái giá mà Bitcoin bồi thường sẽ được tính theo cái mức lúc bị tịch thu bởi chính phủ Nhật Bản. Lúc đó là giá Bitcoin là 5.342 đô, chứ không phải là cái mức giá bây giờ. Thì đây là một trong những điều mà Thùng muốn chia sẻ để các bạn bớt lo lắng về cái sự kiện Malgox. Nó không phải là một sự kiện mà sẽ có ảnh hưởng nặng nề với giá cả đâu. Và... Phần còn lại đó khi nào mới trả thì không ai biết đâu các bạn Chỉ những người nào trong cuộc đó mới biết hơn mà thôi Nhưng mà các bạn thấy đã bị trì hoãn liên tục 10 năm rồi, 10 năm sau đó một số lượng người nhỏ mới nhận được số tiền vào PayPal Còn lại thì khi nào chúng ta không biết được Nhưng mà nói tới Malgox đó, thì các bạn thấy được đây là một trong những sự kiện rất là lớn Có thể nói là sàn Malgox là một sàn nó không thể so sánh với lại Binance hay là Coinbase được các bạn tại vì Binance Coinbase thì đương nhiên sàn lớn bây giờ nhưng mà cái volume nó không thể nào so sánh được với mau hồi xưa tại vì hồi xưa đó lúc mà năm 2013 12 đó lúc đó vẫn là những năm đầu tiên của Bitcoin các bạn khi mà bắt đầu trading thì tất cả giao dịch đều nằm trên sàn Mt. này tôi nhớ là tới 80 hay 90% gì đã giao dịch trên sàn mau và lúc đó phần lớn giao dịch chỉ có Bitcoin mà thôi và khi mà sàn Mt. bị hack á, các bạn thấy được đây là cú sốc rất lớn. Có thể nói lúc đó đó. Nhiều người có lòng tin với Bitcoin này nữa. Sau khi mà cái vụ hát của Margot. Những người đó cũng nghĩ là Bitcoin coi như xong rồi, Bitcoin không thể nào đứng dậy được khi mà có một cái vụ hát quá lớn như vậy và quá nhiều người mất tiền, mất đồng tin và nhiều chính phủ lúc đó các bạn thì được là phần lớn là chính phủ Nhật Bản đó thì rất là không thích Bitcoin nhưng mà sau đó thì sao các bạn, sau đó Bitcoin đúng là đi vào một cái mùa đông cực kỳ dài và lạnh lẽo nhưng mà sau đó đã từ từ có sự hồi phục lại và đạt đỉnh mới vào năm 2017 và lúc mà Thuận mới đầu thấy Bitcoin vẫn có thể đứng dậy được sau sự kiện Malgox thì lòng tình của Thuận mới bắt đầu có với Bitcoin chứ trước đó Thuận không có tin đâu các bạn năm 2010 là lần đầu tiên Thuận nghe nói tới Bitcoin mà Thuận hoàn toàn không có quan tâm luôn Thuận không nghĩ là nó có thể hoạt động được và Thuận không nghĩ là không ai có thể hát được mạng lưới Bitcoin và có thể tạo ra Bitcoin giả nhưng mà tới năm 2016 đó thì đã rõ ràng đây là một cái gì đó nó có sức sống rất mạnh mẽ các bạn có thể nói là Malgox tuy là một sự kiện đáng tiếc đến nhiều người nhưng mà Malgox là một trong những sự kiện đã có thể củng cố lòng tin của thuận đối với Bitcoin cho đến tận bây giờ. Đó là cái thông tin đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn về Moscow. Thứ nhì nữa đó là chúng ta lại thấy một cái tin tức cũng khá là thú vị đến từ Bayer Sibert các bạn. Bell Sibert là chủ tịch của Rayscale và Bell Sibert cũng là CEO của công ty mẹ đó chính là DCG. Tôi sẽ chia sẻ để các bạn hiểu hơn nhưng mà cái thông tin đó, chúng ta nhận được là Bell Sibert đã từ chức chủ tịch Rayscale, người thay thế chức chủ tịch đó chính là CFO hiện tại của công ty RayScale cái này đó nó đến rất đột ngột luôn các bạn. Bearishberg là người các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là một tỷ phú trong thị trường crypto này và Bearishberg tự chức sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 Nó đến cực kỳ đột ngột và cực kỳ nhanh luôn các bạn Người ta không có từ chức chức chủ tịch của một công ty lớn như vậy Một cách rất bất ngờ Cái này là một cái gì đó trong nội bộ đó họ đã bàn bạc từ rất lâu rồi Và các bạn thấy được là sau khi mà Bell Schubert từ chức Thì Grayscale uh, đó các bạn thấy đã chỉnh sửa văn bản Tại vì họ là một trong những công ty mà cũng đang chờ đợi Để có Bitcoin Spot ETF là công ty mà đã kiện SEC Và thật ra đó tất cả những gì chúng ta nói tới từ tháng 6 tới bây giờ đó là tất cả đều là vì Grayscale hết các bạn. Tại vì chúng ta thấy là bao nhiêu năm qua, 10 năm qua các bạn, 10 năm trước, anh em sinh đôi Winklevoss của sàn Gemini là hai anh em đầu tiên để đơn để có Bitcoin Smart ETF và sau đó đã liên tục bị từ chối. Có thể nói là từ thời điểm đó tới bây giờ ai đợi đơn cũng bị từ chối hết cho đến bây giờ các bạn đây là cái thời điểm mà chúng ta có khả năng cao nhất trong vòng 10 năm qua để có một Bitcoin Spot ECF được thông qua bởi SEC và tất cả những cái này đó thì đều trở lại với lại Grayscale tại vì Grayscale đã, đã bị từ chối và sau đó họ đã kiện SEC ra tòa và tòa án đã nói là SEC đã, đã từ chối đề xuất Grayscale một cách tùy tiện tại vì họ đã đưa ra một cái lý do mà không chính đáng đối với lại tòa án họ chỉ đưa ra một lý do là thị trường này có nhiều cái sự thao túng nhưng mà chính SEC là người đã cho thông qua Bitcoin Futures ETF và Bitcoin Futures cũng dựa vào giá spot cho nên đây là một cái lý do mà không hợp lý với tòa án cái này là một trong những điều mà thùng cảm thấy là nhiều người không hiểu rõ đó thì nói là tại sao tòa án lại nghĩ là không có thao túng trong thị trường khôi tòa án không nói như vậy tòa án chỉ nói là cái lý do thao túng thị trường không thể áp dụng về Bitcoin Smart ETF tại vì Bitcoin Futures ETF đã được thông qua rồi. Nếu như đó là cái lý do thì tại sao lại cho thông qua Bitcoin Futures ETF? Cho nên họ mới nói cái lý do đó không hợp lý trong cái vấn đề này. Họ không có nói về thị trường có bị làm giá hay là không. Hai cái đó nó khác nhau các bạn và sau đó các bạn thấy đã có một loạt những Bitcoin Smart ETF đã được đề xuất sau khi mà có cái thông tin liên quan tới Rayscale đã thắng kiện cho nên ít nhiều gì đó thì các bạn thấy được là Rayscale cũng đóng vai trò rất lớn nếu chúng ta có một Bitcoin Spot ETF được thông qua và cái văn bản của Rayscale đó thì theo thông biết đây là cái công ty lớn cuối cùng đã chấp nhận cái mô hình cash only của SEC tại vì các bạn thấy là những công ty khác như là Fidelity, ARK Invest, BlackRock thì điều đã chấp nhận rồi tại vì trước đó họ muốn là in kind. Cái sự khác nhau đó như thường chia sẻ là ai là người bắt buộc phải lưu trữ Bitcoin. Tại vì trong cái mô hình mà SEC muốn đó thì chỉ công ty phát hành lưu trữ Bitcoin mà thôi. Nhưng mà cái mô hình những công ty khác muốn đó thì là những người trung gian cũng lưu trữ Bitcoin luôn để cho dễ dàng trong việc là tạo ra những cổ phần mới hay là thu hồi được những cổ phần và có thể bán cổ phần và lấy Bitcoin được trực tiếp chứ không cần phải thông qua tiền mặt nó sẽ phiền phức hơn nhưng mà tới cuối cùng đó thì các bạn thấy được là Rayscale cũng đã chấp nhận cái đề nghị đó cho nên văn bản của họ đã chấp nhận cash only một lần nữa cash only không có nghĩa là không có Bitcoin thật sự. Bitcoin Spot ETF phải có Bitcoin mới được phát hành cổ phần. Cho nên mới gọi là Spot ETF các bạn. Có một số người trên mạng nên nghĩ là các quỹ này không cần phải có Bitcoin thì cái đó không đúng đâu các bạn. Phải có Bitcoin cho nên mới gọi là Spot ETF. Nếu không nữa thì đâu cần phải phiên phức gì các bạn. Tại vì bây giờ đã có Bitcoin Futures ETF rồi. Cái đó là trên giấy tờ mà thôi. Spot thì cần phải có Bitcoin thật sự. Nhưng mà các bạn thấy được là ngoài chi đi ra đó thì SEC đã nói với những công ty muốn phát hành Bitcoin Spot ETF là họ có hạn chót là trong tuần này nghĩa là chúng ta thấy là chỉ còn hai ngày hành chính nữa thôi trong vòng hai ngày tới đây đó có thể là chúng ta sẽ thấy hàng loạt những cái tin tức liên quan tới văn bản mà SEC cần tại vì cái mà họ cần bây giờ đó thì hầu hết tất cả đều chấp nhận đề nghị cá song ly thường dư chia sẻ với các bạn nhưng mà cái điều thứ hai họ cần đó chính là danh sách của những công ty trung gian các bạn có thể hiểu đơn giản là những công ty AP mà các bạn hay nghe họ nói tới đó authorized participants thì những người này những công ty trung gian để mà giúp đỡ những cái công ty phát hành bitcoin smart etf sec cần có hợp đồng thỏa thuận giữa những công ty phát hành và những công ty trung gian này và họ cần trong vòng 2 ngày tới đây các bạn. Nói chung đó thì đây không phải là một cái gì dễ dàng để mà có được nếu như mà đã không có sẵn. Cho nên Thùng mới chia sẻ với các bạn tuần vừa rồi là những công ty trong những ngày lễ này có thể là sẽ rất là bận để có thể có được những cái hợp đồng đó. Chúng ta sẽ biết trong vòng 2 ngày tới đây. Và chúng ta trở lại để mà nói tới Grayscale đi các bạn. Tại vì có rất nhiều những cái nghi vấn xoay quanh là tại sao mà Bell Shilberg lại phải từ chức. Thì Grayscale là một những công ty mà các bạn đã biết đã gặp riêng SEC rất nhiều lần có thể nói là họ với lại BlackRock là gần như là bằng nhau các bạn tổng cộng họ đã gặp SEC là 9 lần và Bear Silver từ chức có lẽ là một món quà Giáng sinh cho Scale để có cơ hội được thông qua Bitcoin Spot ETF để các bạn hiểu rõ hơn đó là SEC vẫn còn vụ kiện với Bear Shilbert và công ty mẹ là DCG và không chỉ là SEC các bạn chúng ta thấy được là New York AG có nghĩa là tổng chương lý của New York cũng đang kiện Genesis DCG vì lý do liên quan tới lừa đảo các bạn. Và chúng ta thấy được là không chỉ riêng những cái cơ quan nhà nước đang có những cái vụ kiện chống lại Bersilberg và DCG, công ty mẹ của Rayscale. Và chúng ta thấy được là ngay cả sàn Gemini cũng đang để đơn kiện công ty DCG và Bersilberg liên quan đến lừa đảo thì cái này là như thế nào các bạn để hiểu đơn giản đó nhưng mà nào mà không có theo dõi những sự kiện này trong vòng cả năm qua thì DCG là một công ty cực kỳ lớn các bạn DCG là công ty mà họ sở hữu nhiều công ty con trong đó chúng ta có công ty Grayscale chúng ta nói tới rất là nhiều công ty Genesis bây giờ đã khai phá sản rồi và công ty Coindex Coindex là cái trang web các bạn tìm đến nhưng mà đọc tin tức đó, thì gần đây họ cũng đã bán công ty con rồi nhưng mà các bạn thấy được là họ cũng sở hữu rất nhiều những công ty con khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình họ có cổ phần à, của con kraken corbett tuy nhiên ftx cổ phần này họ đã lỗ rồi và chúng ta thấy được họ cũng là chủ của công ty foundry usa đây là công ty đào rất là lớn tại hoa kỳ đây là một cái đế chế rất là đồ sộ các bạn và Bear Shiburg là một tỷ phú như thường vừa chia sẻ với các bạn thì câu chuyện đó là chúng ta đã biết là trước đây có một cái sự hợp tác giữa sàn Gemini cái sàn mà đang kiện Bear Shiburg hiện bây giờ đó thì sàn Gemini có sự hợp tác với công ty Genesis công ty Genesis là một công ty mà các bạn gửi tiền cho họ để mà lấy lời giống như là BlockFi, Celsius, Voyager trước đây thì công ty Gemini hợp tác để có thể cung cấp lợi nhuận cho những người nào muốn gửi tiền cho sàn Gemini như là các bạn gửi tiền cho sàn Gemini sàn Gemini sẽ đưa tiền cho công ty Genesis và công ty Genesis sẽ kiếm lợi nhuận rồi sau đó là sẽ trả lợi nhuận hàng tháng cho người mà gửi tiền cho Gemini đáng tiếc đó cũng như là nhiều công ty trong thời điểm năm 2022 các bạn công ty Genesis này đã bị dính vào cái vụ của 3 Capital họ đã lấy tiền của khách hàng của sàn Gemini cho vay và họ đã mất ly số tiền đó các bạn số tiền cũng rất là lớn khoảng chừng là 1 tỷ hay gì đó thường nhớ và ngay sau đó đó công ty Genesis vẫn tiếp tục hoạt động lý do là tại vì công ty mẹ DCG và Bell Shipper, dựa theo Gemini đã đứng ra để mà đảm bảo là họ sẽ cho công ty con là công ty Genesis mượn cái số tiền đó Cho nên đừng lo lắng gì hết Tại vì công ty DCG là công ty đồ sổ mà Nhưng mà tới cuối cùng ra thì họ đã để cho công ty Genesis này phá sản Và không chịu bồi thường Các bạn thấy được đây là một trong những cái chủ đề rất lớn vào giờ này Năm ngoái các bạn, cuối năm ngoái đó Nhiều người nghĩ là DCG có phải là công ty kế tiếp sụp đổ hay không Cho nên chia sẻ với các bạn là DCG nó không giống như là FTX Hay là chúng ta nói tới những công ty như là BlockFi Tuy là họ đã bị lỗ một phần lớn vì công ty Genesis nhưng mà DCG là một công ty mà họ sở hữu nhiều công ty khác và có cái số tiền rất là lớn các bạn. Vấn đề đây đó là Bear hầu như là không muốn bồi thường cho nên đã dùng lý do pháp lý cho công ty Genesis phá sản. Khi mà công ty con này phá sản rồi đó thì giống như là muốn xù nợ luôn các bạn. Nghĩa là không muốn trả tiền. Tại vì công ty con này phá sản không liên quan đến công ty mẹ. Và đó là lý do tại sao mà họ bị kiện khắp nơi. Nói chung đó thì uh, Bear Shilberg là một nhân vật mà SEC và nhiều những cái đơn vị chính phủ của Hoa Kỳ đang dòm ngó và dính vào rất nhiều cái vụ kiện. Và có thể vì lý do đó cho nên uh, bail phải từ chức nếu như mà công ty DrayScale muốn có khả năng là có bitcoin Spot etf tại vì nếu như mà có bitcoin smart etf rồi mà Bell gặp vấn đề gì liên quan đến pháp lý đó thì chuyện nó sẽ lớn hơn có thể ảnh hưởng đến những người đầu tư vào bitcoin smart etf có thể đó là lý do các bạn chúng ta không biết được chỉ biết đây là một cái thời điểm nhạy cảm Trước khi mà có quyết định liên quan tới Bitcoin Spot ETF, trong thời gian là các bạn thấy là không tới 2 tuần nữa, trước ngày 10 tháng 1 hay là ngay trên ngày 10 tháng 1 là chúng ta phải có quyết định cuối cùng của SEC cho quỹ ARK Invest và quyết định đó, đó là quyết định mà cũng sẽ ảnh hưởng tới nhiều công ty luôn các bạn là có Bitcoin Spot ETF hay là không có. Ngay trong thời điểm này, các bạn thấy được là chủ tịch của Rayscale từ chức có thì đó là lý do cái này là thuần từ phỏng đoán thôi các bạn chúng ta không biết được bên trong như thế nào cho nên cái thông tin liên quan tới Beelzebub từ chức đó mới là một cái tin tức lớn mà nhiều người quan tâm đến các bạn và những thông tin này đó vẫn cho chúng ta thấy là khả năng vẫn hướng về là sẽ có một Bitcoin Spot ETF được thông qua trong vòng 2 tuần tới đây. Cái khả năng đó không có gì thay đổi hết các bạn. Cho nên ở đầu video tôi thường nói là có nhiều cái tin tức, nhiều cái sự lo lắng nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng đến những gì chúng ta đã nói tới trước đây các bạn tất cả đều đang hướng về là khả năng sẽ có một bitcoin smart etf và chúng ta cũng thấy được ngày hôm nay đây cũng có một cái tin tức lớn được chia sẻ bởi Michael Saylor. Michael Strategy đã mua thêm 14.620 Bitcoin các bạn và họ đã dùng tổng cộng là 615 triệu đô la với mức trung bình họ mua đợt này là 42.110 đô cho mỗi một BTC. Nhưng mà tính cho đến ngày hôm nay đó thì Michael Strategy hiện nắm giữ tổng cộng là 189.150 Bitcoin các bạn nghĩa là khoảng 5 tỷ 9 đô la với mức giá trung bình là 31.168. Các bạn nên hiểu hiện bây giờ MicroStrategy đang có lợi Bitcoin là 1 tỷ mấy rồi các bạn. Bây giờ họ đi thu mua thêm hơn nửa tỷ. Nói chung là họ hoàn toàn không có dấu hiệu đã sẽ chậm lại và chúng ta cũng đã biết là cái kế hoạch của Michael Saylor và Michael Strategy rồi đó là chiến lược tích lũy Bitcoin của họ đã bắt đầu áp dụng từ năm 2020 và chúng ta thấy được là chiến lược này đã, đã mang tới rất nhiều lợi ích cho công ty cũng như là cho cổ đông các bạn chúng ta chỉ thường nhìn vào giá Bitcoin mà thôi và đó là một cách nhìn một chiều các bạn chúng ta phải hiểu được là những gì mà Michael Saylor làm đưa cho cổ đông rất nhiều lợi nhuận cho nên họ mới liên tục đưa tiền cho Michael Strategy các bạn có biết là cổ phiếu của Michael Strategy đó ở mức cao nhất trong vòng một năm qua các bạn. Nói chung đó, thì mức này đã trở về cái thời đỉnh điểm của cái chu kỳ trước đó, đó chính là khoảng chừng là cuối năm 2020 các bạn. Khi mà cổ phiếu này đã đóng cửa mức giá là 678. Ngày hôm nay đó cổ phiếu này đóng cửa mức giá là 670 và tiếp tục tăng thêm sau đó. Bây giờ mức là 683 đô 50 cent sau khi mà đóng cửa các bạn và trong năm nay cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng 373.7% 373.7% các bạn Con số này đã còn cao hơn gấp đôi Cái sự tăng trưởng của Bitcoin năm nay nữa Nói chung đó là Coinbase, MicroStrategy là những công ty Mà cổ phiếu tăng rất là nhanh Và các bạn thấy được Nhiều người cười Michael Saylor Trong vòng 2-3 năm qua Nhưng mà bây giờ Michael Saylor Đang ngồi trên đống Bitcoin và cười rất là to các bạn <laughs> Nhưng mà chúng ta thường hay ủng hộ những người mà tích lũy Bitcoin dài hạn và số lượng lớn Nhưng mà thật ra đó chúng ta cũng nên hiểu là cái số lượng Bitcoin trên thị trường đó, nó không có nhiều như các bạn nghĩ đâu Chúng ta hãy nhìn những cái người mà lưu trữ nhiều Bitcoin nhất trên thế giới này là ai các bạn Đầu tiên chúng ta sẽ nói tới Satoshi Nakamoto Đây là một ước tính mà thôi tại vì nhiều người nghĩ là những cái địa chỉ ví đầu tiên là thuộc về Satoshi tại vì trước, lúc đó không ai tham gia Bitcoin các bạn chỉ có Satoshi mà thôi thì những cái lốc đầu tiên đó là thuộc về Satoshi cho nên ước tính là khoảng chừng là 1 triệu mốt BTC là thuộc về Satoshi và số đó hoàn toàn không di chuyển các bạn nghĩa là các bạn nghĩ tới Bitcoin là có 21 triệu sau này nhưng mà các bạn nên hiểu là ngay bây giờ đó chúng ta đã có 19,5 triệu Bitcoin tổng cộng con số 21 triệu này đó sẽ tốn rất nhiều thời gian để tới cái con số này đó chúng ta phải đợi tới khoảng chừng là hơn 100 năm sau các bạn 2140 cỡ đó tại vì cái hiện tượng ha bình các bạn mỗi 4 năm đó thì cái số lượng Bitcoin được đào ra mỗi lốc bị giảm đi phân nửa và phân nửa và phân nửa nghĩa là cái số còn lại đó nó sẽ từ từ, từ 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 mới được đào ra cái con số 19,5 triệu này đó thấy nghe cũng rất là nhiều các bạn nhưng mà thật ra chúng ta thấy một phần lớn có thể là thuộc về những người mà có thể họ đã mất khóa cá nhân rồi có thể là Satoshi cũng đã không còn trên đời này nữa hay là họ là một tổ chức nào đó và họ cũng hoàn toàn không có ý định là sẽ di chuyển số lượng bitcoin này hay là họ mất khóa cá nhân cũng rất đơn giản là như vậy các bạn nhưng mà chúng ta thấy ước tính á, cái này là ước tính mà thôi tại vì không ai biết được nhưng mà đâu đó khoảng chừng là 4 triệu đến 6 triệu bitcoin đã hoàn toàn không di chuyển trong một thời gian cực kỳ dài các bạn như là 8 tám năm, mười năm qua, cái bạn có nghĩ đi trong vòng chỉ có bốn năm qua thôi đó, cái sự thay đổi giá cả và tin tức như thế nào rồi, một ai đó mà lưu chưa bịt khoảng tám năm, mười năm trở lên mà không đụng đến đó, thì khả năng là có thể là họ đã mất khóa cá nhân hay là họ đã không còn trên đời này nữa các bạn thì cái số lượng đó đó đã coi như là không có thể tính vào con số 19 triệu Bitcoin này thì con số đâu đó còn lại là khoảng 16 triệu mà thôi và trong con số đó các bạn thấy được là những ai mà lưu trữ nhiều để chúng ta có sàn Binance thì Binance đương nhiên là một phần này là của họ phần còn lại là của khách hàng cho nên chúng ta cũng không tính sàn Binance chúng ta thấy được là Rayscale đó thì họ cũng lưu trữ cho những cổ đông tuy là công ty Rayscale có một phần trong đây nhưng mà phần lớn còn lại là của cổ đông nhưng mà các bạn thấy được chúng ta có chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ tổng cộng là 207.000 Bitcoin các bạn. Nói chung đó chính phủ Hoa Kỳ xếp hạng thứ tư hiện tại và chúng ta có Mao sau đó khoảng chừng là 200.000 BTC, Bitfinex 196.000 BTC, Chính phủ Trung Quốc 194.000 BTC, MicroStrategy 189.000 BTC, Block One 140.000 BTC và Robinhood 118.000 nhưng mà chúng ta thấy được là Robinhood đương nhiên cũng giống như là Bitfinex và Mt. là tiền của những người mà đã gửi cho họ chứ không phải là tiền của họ. Nhưng mà chúng ta thấy được đây chỉ là tính những cái người mà lưu trữ nhiều mà thôi. Khi mà chúng ta tính hết những công ty, không chỉ riêng là MicroStrategy các bạn thấy được là những công ty đạo. Họ cũng lưu trữ Bitcoin Tesla cũng lưu trữ Bitcoin Chúng ta thấy được là Những quốc gia khác Cũng lưu trữ Bitcoin Nói chung đó Thì những đơn vị riêng lẻ này Họ cũng đã lưu trữ Tới con số là Gần như 2 triệu Bitcoin rồi các bạn Có nghĩa là khoảng 9.4 triệu phần trăm của tất cả Bitcoin bây giờ đang nằm trong những đơn vị này và chúng ta không nói tới những cái đơn vị riêng lẻ, những người riêng lẻ như là Thuận và nhiều bạn đó cũng đang lưu trữ hiện tại. Các bạn có thể nhìn thấy được là ở trên Bitcoin Risk List, đó, đây là cái danh sách những người mà lưu trữ như Bitcoin thì nhiều ví nó thuộc về những công ty nhưng mà các bạn thấy được khi chúng ta đi tới à, những cái ví như là thuộc trang năm trở lên đó, thì các bạn thấy là nhiều người lưu trữ 4.000 Bitcoin, 5.000 Bitcoin, con số nó không hề nhỏ đâu và những người này có thể là họ đã đầu tư một thời gian dài rồi các bạn cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta bây giờ đang đối đầu với một cái thông tin rất là lớn là khả năng sẽ có Bitcoin Spot ETF ngắn hạn chúng ta sẽ không nói đến các bạn ngắn hạn thì giá cả nó sẽ đi theo cái xu hướng nhu cầu ngắn hạn nhưng mà dài hạn đây là một cánh cửa mà sẽ dẫn đến một nguồn tiền đi vào thị trường này và nguồn tiền đó tính phần trăm có thể là không có nhiều nhưng mà các bạn nên hiểu là nguồn tiền đó tính phần trăm của cái số tiền khổng lồ thường không nghĩ là chúng ta hiểu rõ cái số tiền trong thị trường tài chính là bao nhiêu chúng ta tính tới là 30.000 tỷ đi thì các bạn nghĩ đi một phần trăm của 30.000 tỷ là bao nhiêu chỉ nói tới một phần trăm đi vào thị trường này thôi đó thì các bạn thấy là nhu cầu sẽ như thế nào trong khi mà chúng ta thấy hàng triệu hàng triệu bitcoin đang được lưu trữ bởi những đơn vị mà họ hầu như không có ý định là sẽ bán hiện tại và được lưu trữ bởi nhiều người đầu tư dài hạn cũng không có ý định bán thì cái nhu cầu đó dẫn đến cái nguồn cung bây giờ cũng là như vậy thậm chí nó có thể là mất đi thời gian khi mà chúng ta nhìn thấy những công ty như là michael chỉ cứ thu mua và thu mua bây giờ họ đã lưu trữ gần như là một phần trăm của tất cả bitcoin rồi các bạn chúng ta không nói đến những người như là anh em sino Winkovos. cách đây nhiều năm họ lưu trữ một phần trăm của tất cả bitcoin nghĩa là lưu trữ ngang hàng với lại michael hiện bây giờ bây giờ họ lưu trữ thêm bao nhiêu chúng ta đâu có biết đâu tại vì họ đâu bây giờ không khai đâu các bạn cho nên các bạn nên hiểu cái số lượng Bitcoin trên thị trường nó không nhiều như các bạn nghĩ cho nên mỗi lần mà chúng ta có những cái sự kiện giống như là chúng ta nói tới sự kiện của Luna UST khi mà do con bán hơn nhớ là khoảng 4 tỷ đô la Bitcoin gì đó đó khiến thị trường giảm rất là nhiều. Một phần là tại vì có sự lo sợ, thuận hiểu, nhưng mà cái sự lo sợ đó đến là tại vì khi mà bán vài tỷ đô la thôi, chỉ tính vài tỷ đô la thôi đã làm ảnh hưởng đánh giá Bitcoin rồi. Mà khi chúng ta tính tới cái nhu cầu sau này khi có Bitcoin Spot ETF đó thì có thể là chúng ta nên nghĩ lại cái sự ảnh hưởng lâu dài của Bitcoin Spot ETF là như thế nào đối với giá cả của Bitcoin các bạn. Một lần nữa, cái thường nói tới là dài hạn và thuận quan tôi có lòng tin khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó trong vòng vài năm chúng ta sẽ thấy là vốn ở thị trường này sẽ lớn mạnh lên cũng như là ETF đã làm với vàng. Và bây giờ đó trong thị trường cũng đang rất là nóng rồi chúng ta thấy cách đây khoảng chừng 2 ngày thôi mới để ý thấy là Tether vừa in thêm 1 tỷ USD ở trên ether cách đây hai ngày các bạn để đáp ứng nhu cầu của thị trường nói chung là tại vì có nhu cầu cho nên họ mới in thêm UST thì lúc nào họ cũng sẽ nói là họ in sẵn khi nào mà có nhu cầu đó thì họ sẽ tung lên trên thị trường lúc nào cũng như vậy các bạn nhưng mà chúng ta thấy đương nhiên là họ thấy được có thị trường hay là đã có ai đó cần thêm UST cho nên họ mới in sẵn số lượng này các bạn 1 tỷ đô la UST được in ra cách đây chỉ có hai ngày mà thôi và không chỉ riêng là chúng ta nói tới những sự kiện như là Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ mà hầu như là cả thế giới bây giờ đó có rất nhiều động tĩnh liên quan tới crypto các bạn. Chúng ta hãy nói tới Hồng Kông đi. Thì Hồng Kông đó vừa đưa ra một cái văn bản các bạn. Và bản này đó thì uh, Thuận đã dịch dùng Google bằng tiếng Anh thì chúng ta đã thấy là văn bản này đó thì nói là cơ quan dịch vụ tài chính ở Hồng Kông cùng với Ngân hàng Trung ương Hồng Kông sẽ cho phép nhà đầu tư thông thường mua stablecoin nhưng mà lưu ý đó là các nhà phát hành stablecoin phải có được chế phép đặc biệt từ Ngân hàng Trung ương Hồng Kông trước khi mà bán stablecoin cho những cái người dân ở Hồng Kông và cái này nó cực kỳ quan trọng các bạn tại vì đây là lần đầu tiên ở Hồng Kông nó thả lỏng quy định để các nhà đầu tư thông thường có thể trade bằng stablecoin. Trước đây đó thì chỉ các tổ chức mới có thể sử dụng stablecoin mà thôi các bạn. Tại vì stablecoin là một cái gì đó mà ở Hồng Kông nó họ vẫn còn lo lắng, họ vẫn còn ám ảnh những cái sự kiện liên quan đến Luna UST cho nên các bạn thấy được là họ vẫn rất lo lắng và stablecoin lỡ như mà bị mất phép thì sẽ ảnh hưởng rất lớn nhưng mà bây giờ ra họ bắt đầu đã thả lỏng rồi nhưng mà để có được giấy phép đó thì các công ty phát hành phải đảm bảo là tất cả stablecoin đang lưu hành có tài sản dự trữ tương đương cái này cũng dễ hiểu thôi các bạn và không gì gọi là bất ngờ hết công bố thông tin và báo cáo định kỳ họ cũng cần phải mở một văn phòng tại hồng kông với giám đốc điều hành đội ngũ quản lý cấp cao và nhân sự chủ chốt lưu ý là các nhà phát hành stablecoin dựa vào thuật toán như là dai ra thì sẽ không được cấp giấy phép đương nhiên họ vẫn ám ảnh về những cái stablecoin thuật toán như là luna ust cái mà các bạn có thể nhận ra được là cái đòi hỏi tuy là mới nghe đó thì cảm thấy đòi hỏi không quá đáng nhưng mà nghĩ lại đó thì các bạn thấy được là công ty phát hành stablecoin ở Hồng Kông cho người dân ở Hồng Kông phải có một văn phòng tại Hồng Kông với giám đốc điều hành nghĩa là CEO đội ngũ quản lý cấp cao và nhân sự chủ chốt có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là khả năng sẽ không phải là Tether hay là USDT các bạn tại vì những công ty này họ sẽ không có trụ sở ở Hồng Kông và không phải là trụ sở chính cho nên khả năng đó là sẽ không phải là những cái stablecoin đó mà sẽ là những cái stablecoin địa phương được quản lý chặt chẽ hơn bởi Hồng Kông nhưng mà ít như gì đây cũng là một cái bước tiến tới thả lỏng hơn và chúng ta cũng đang chờ đợi xem coi khi nào thì cái volume từ Hồng Kông mới bắt đầu là đẩy mạnh lên các bạn tại vì bây giờ đó tuy là có hai sàn giao dịch nhưng mà thầy thường biết là cái volume và những ai được giao dịch trên những sàn đó cũng khá là hạn chế chúng ta vẫn chờ đợi những sàn truyền thống như là Bybit có được hợp đồng với lại Hồng Kông và bắt đầu là có giấy phép để mà kinh doanh lúc đó thì chúng ta mới thấy cái sự sôi động nổi lên Hồng Kông các bạn nhưng mà chúng ta cũng thấy là từng bước từng bước một bắt đầu thả lỏng và đương nhiên chúng ta đã thấy là Hồng Kông sẽ không có ra những quyết định này nếu như mà không được sự thuận của Trung Quốc thì ít nhiều gì để người ta cũng thấy Hồng Kông là một cái gì đó đang được thử nghiệm bởi chính phủ Trung Quốc về việc là chấp nhận crypto trở lại thì sẽ ra sao tại vì Trung Quốc trước đây là nơi mà các bạn thấy crypto giao dịch nhiều nhất trước khi mà bị cấm vào thường nhớ là tháng 9 năm 2017 mà nói tới Hồng Kông đó thì các bạn thấy được là có một cái cuộc khảo sát và cuộc khảo sát này đó thường cảm thấy là thú vị hơn tại vì khảo sát là từ Bộ Khoa học Xã hội ứng dụng tại Đại học Bách khoa Hồng Kông chứ không phải là từ một cái sàn giao dịch các bạn thương đến những khảo sát thì tuy là họ cũng muốn có sự công bằng họ sẽ muốn công ty thứ ba nhưng mà các bạn thấy là những cuộc khảo sát như là được tạo ra bởi sàn Coinbase, Binance thì có khả năng là họ sẽ xoay quanh những người nào mà biết về đầu tư hay là có thiện cảm với lại crypto cho nên kết quả có thể là nó không có đúng như sự thật các bạn nhưng mà đây là một cuộc khảo sát từ bộ khoa học xã hội ứng dụng tại Đại học Bách khoa Hồng Kông thì đã cho thấy được là 75 người tham gia quan tâm mạnh mẽ đối với việc đầu tư vào crypto với hy vọng là kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Đừng chia sẻ rồi thường sẽ nói thêm với các bạn. 74 người tham gia khảo sát đã tin rằng tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là crypto là xu hướng đầu tư hiện hành. Đáng chú ý là 73% những nhà đầu tư lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội trong thị trường crypto, nghĩa là FOMO đó các bạn. Họ đang bị sợ bỏ lỡ cơ hội khi mà thấy giá tăng Và chúng ta thấy được là Cuộc khảo sát nó cũng chỉ ra là phần lớn Các nhà đầu tư tài sản của được số Hồng Kông Đều thể hiện kiến thức quản lý tài chính tốt Cho thấy là họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt Và hiểu biết về thị trường crypto Đây là kết luận của cuộc khảo sát các bạn Nhưng mà chúng ta đã thấy là Ở Hồng Kông nó cũng đang rất là phô hiện tại 73% những người khảo sát Đang lo lắng là họ Bỏ lỡ cơ hội để đầu tư các bạn đây là những dấu hiệu chúng ta đã thấy thị trường thật sự sôi động lại và nói thật tôi cũng nhận được nhiều những cái tin nhắn hay là những cái comment đó, và thường cũng có thể nhận được là những comment này đến từ nhiều bạn mới trước hết là welcome những bạn đến kênh hay là các bạn vừa mới đến thị trường crypto này nhưng mà điều khác tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đã bắt đầu thấy người mới xuất hiện trong thị trường này rồi và nói tới những quốc gia đó thì không chỉ riêng là Hồng Kông đâu các bạn chúng ta cũng có một cái tin tức đối thuận rất là lớn đi qua Nhật Bản đó chính là trong cuộc họp nội các ở Nhật Bản đó thì đã thông qua kế hoạch cải cách thuế cho năm tài chính 2024. Các công ty bây giờ đang hold crypto đó thì họ sẽ không bị đánh thuế khi mà chưa bán. Hiện nay đó họ bị đánh thuế nếu như mà giá tăng so với giá đầu năm cho dù là chưa bán. Cái này thường cảm thấy là không hợp lý gì hết các bạn nhưng mà đây là cách hoạt động trước đây. Bây giờ đó họ chỉ bị đánh thuế khi mà bán có lợi nhuận mà thôi thì cái này nó sẽ có cái hiệu ứng dài hạn là nó sẽ khuyến khích nhiều công ty lưu trữ crypto hơn tại vì họ sẽ không bị đánh thuế nếu như mà chưa bán thì có nghĩa là sẽ là một tài sản họ có thể lưu trữ dài hạn được chứ nếu không đó thì các bạn thấy được là họ chưa có bán họ chưa có lợi nhuận nhưng mà đã phải đóng thuế rồi thì cái thuế đó họ phải đóng từ cái tiền kinh doanh các bạn cho nên sẽ khiến cho nhiều công ty họ sẽ bất mãn và không muốn lưu trữ bây giờ các bạn thấy là tin tức lớn đối với đối với những công ty mà có thể là bắt đầu tích lũy crypto ở Nhật Bản. Và năm nay là một năm mà rất là tốt các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là dựa theo những địa chỉ ví đó thì chúng ta đã có tổng cộng là 70.000 triệu phú đô la mới. Thì theo dữ liệu từ Bitinfo Chart cái thông tin thường chia sẻ với các bạn mới đây liên quan tới danh sách những người lưu trữ bao nhiêu Bitcoin đó thì chúng ta thấy là hiện có 97.326 địa chỉ Bitcoin nắm giữ tài sản trị giá ít nhất là 1 triệu đô la có nghĩa là tăng 246% địa chỉ ví các bạn tại vì vào ngày 5 tháng 1 đó của năm nay thì cái con số chỉ có 28.084 mà thôi trong thời gian ngắn đó các bạn đã thấy được đã có rất nhiều địa chỉ ví đã vọt qua một triệu đô la giá trị đô la tại vì Bitcoin tăng trong năm nay các bạn và trong đó có khoảng chừng là 7.462 địa chỉ ví nắm giữ tài sản trị giá trên 10 triệu đô la khi mà chúng ta quy ra đô la so với số lượng Bitcoin mà họ lưu trữ. Thì đương nhiên bây giờ có rất nhiều người đang có lời thì nhiều bạn cũng sẽ muốn biết là cái tài liệu liên quan đến phần trăm Bitcoin có lời dựa theo Classno là bao nhiêu các bạn thì để Thuận chia sẻ với các bạn thông tin mới nhất để Thuận zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì nếu như mà chúng ta tính tới ngày hôm nay đó thì cái số lượng đang có lời là 88.78% Cái này ngày mai nó khi mà update đó thì nó sẽ tăng lên lại các bạn Nhưng mà tại vì chúng ta thấy được là mấy ngày hôm nay có một cái sự điều chỉnh nhẹ Cho nên chúng ta thấy là cái phần trăm này nó cũng không thay đổi nhiều Bây giờ vẫn mức là 88.7% nó vẫn chưa đi vào cái dù màu đỏ như là khoảng 95% đang có lời Nhưng mà cũng coi như là mức cao các bạn nhưng mà chưa phải là cực kỳ cao Chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số khác là NUPL Thì một lần nữa chỉ số này ngày mai thường nghĩ nó sẽ thay đổi hơn Nhưng mà ngay bây giờ đó thì chúng ta vẫn đang nằm ở cái mức là vừa đi vào cái dùng màu xanh lá cây các bạn. Ngày mai đó chúng ta thấy cái chỉ số này sẽ tăng lên, nhưng mà chúng ta bây giờ vẫn đang nằm ở cái vùng mà vừa chuyển từ màu nâu sang màu xanh lá cây và các bạn cũng đã biết là màu xanh lá cây khi mà chúng ta tới cái phần trên của màu xanh lá cây đó là những lúc mà chúng ta có thể thấy có một sự điều chỉnh rất là mạnh. Chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu bước vào mà thôi. Thị trường bây giờ vẫn đang còn rất là sôi động các bạn. Và một điều nữa đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn là doanh thu mà các công ty đào bitcoin thu được từ phí giao dịch đã tăng vọt lên 400% so với giờ năm trước các bạn đã đạt mức tổng cộng là 10 tỷ đô la trong năm 2023 và đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy là những cái cổ phiếu liên quan tới đào Bitcoin đã tăng rất là mạnh thì theo số liệu từ Cometrix thì những công ty đào Bitcoin đã thu về khoảng doanh thu trung bình là 2 triệu đô la mỗi ngày từ phí giao dịch đạt tổng cộng hơn là 10 tỷ đô la trong năm nay phí giao dịch cộng với lại các phần thưởng khối các bạn thì nâng tổng doanh thu lên tới 57 tỷ USD trong 15 năm qua con số này gia đình có thời đạo ngay lập tức bán số bịch không có họ ra tiền mặt khi mà đào được nhưng mà đa số thời đào đó thì thường chỉ bán một phần và nắm giữ cái phần còn lại à, và đó là cách mà họ lưu trữ tài sản lâu dài thì nếu nói tới được thời đào đó thì các bạn thấy là đương nhiên khi mà mạng lưới bận thị trường sôi động nhất là liên quan tới những cái sự kiện như là ONO BC20 đó thì họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền và với giá tăng gần đây đây thì câu hỏi là những thời đào họ có bán Bitcoin hay là không Thì câu trả lời đó chúng ta sẽ nhìn vào tài liệu on-chain Chúng ta nhìn vào chỉ số MPI Chỉ số này đó là cái chỉ số Nó không phải đo cái số lượng Bitcoin gửi lên những sàn dịch là bao nhiêu Từ những cái ví của thời đào Mà nó so sánh cái tốc độ gửi Trong vòng 12 tháng qua đó là nhiều hay là ít Và nó đại diện bằng cái đường mà chấm chấm màu đỏ Coi những cái màn hình Khi mà cái đường màu xanh này vượt qua cái dùng chấm chấm đỏ đó Thì coi như là tương đối trong vòng 12 tháng qua. Đây là thời điểm mà thờ đào có nhiều động tĩnh gửi Bitcoin lên trên sàn. Và các bạn thấy gần đây đó chúng ta cũng có nhiều đợt các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cái đợt vào ngày 11 của tháng này, cái đợt vào ngày 19 tháng này và gần đây nhất là cái đợt cách đây 2 ngày các bạn ngày 25 của tháng này. Nhưng mà so với cái tốc độ gửi của hè đó thì cái này nó cũng không phải là nhiều lắm đâu các bạn. Chúng ta thấy được là có nhiều ngày nó là như vậy nhưng mà khi mà chúng ta so sánh trong năm nay đó thì các bạn thấy được là vào mùa hè của năm nay chúng ta thấy được là cái số lượng tốc độ Bitcoin gửi lên trên sàn nó nhiều hơn là bây giờ. Bây giờ là chúng ta thấy là cũng có nhưng mà không phải nhiều như là hồi hè. Và một cái biểu đồ khác nữa đó, cái biểu đồ này đại diện cho cái số lượng Bitcoin trung bình gửi lên những sàn giao dịch. Thì như là chúng ta vừa chia sẻ đó, gần đây cũng có nhiều đợt. Các bạn thấy là cái đường màu xanh này cũng có tăng lên. Nhưng mà nó là những cái thời điểm riêng lẻ các bạn. Giống như là có ngày này rồi khi khoảng chừng 1-2 tuần sau lại thêm một ngày nữa. Có nhiều Bitcoin gửi lên trên sàn tính trung bình. Nhưng mà các bạn thấy nó không giống như là mùa hè của năm nay. Mùa hè năm nay các bạn thấy cái đường màu xanh này đó là liên tục ở mức cao nó không có đáp xuống luôn các bạn tại vì liên tục những ngày này chúng ta thấy là có số lượng bị gửi lên trên sàn và chúng ta có lòng tin đối với thuận đó, đây là cái thời điểm mà những thời đào lúc đó họ không biết được là năm nay sẽ ra sao các bạn tại vì chúng ta thấy nhiều người đó thì có lòng tin là dựa theo chu kỳ 4 năm năm nay là một năm mà sẽ có sự hồi phục giống như năm 2019 nhưng mà năm 2019 thì sau hè chúng ta lại có một cái sự điều chỉnh trở xuống năm nay thì không phải các bạn năm nay giống như năm 2016 mà nó cứ tiếp tục có cái sự tăng trưởng trên cuối năm luôn cho nên đây cũng là một điều mà khiến cho nhiều người bất ngờ các bạn thì chúng ta cũng đã thấy được là trong thời điểm hè đó thì lúc mà giá Bitcoin đã có sự tăng trưởng lên tới khoảng chừng là 30.000 đô thì đương nhiên nhiều thời đào đó cũng nhân cơ hội đó để mà bán tại vì họ cũng lo lắng là lỡ như cuối năm giá xuống thì sao các bạn và nhiều những công ty đào họ sẽ bán để mà tích lũy tiền các bạn vì chúng ta sắp sửa tới bitcoin halving trong một thời gian ngắn đó cái doanh thu của những cái công ty đào sẽ giảm đi phần nữa và đó là tạm thời mà thôi những lúc đó là những lúc mà những công ty mà họ không có đủ cái nguồn tiền để mà sống sót đó thì họ sẽ phải ra đi các bạn họ sẽ không tiếp tục ở lại nữa và những công ty còn lại đó sẽ lấy hết thị phần của cái ngành đào bitcoin này cho nên họ sẽ cần tiền để mà qua được thời gian đó trước khi mà chúng ta thấy là giá có có sự tăng trưởng tiếp tục và so với trước đây đó thì đồng đô la cái thu nhập của họ sẽ trở lại như cũ. Đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình của thời đào. Nói chung là có bán nhưng mà các bạn thấy được là nó cũng không có ảnh hưởng đến giá cả hiện tại mà không phải là cái dấu hiệu là bán liên tục và bán nhiều. Chúng ta cũng có một thông tin các bạn. Thông tin này đó là đến từ dân biểu Warren Davidson và đây là một trong những dân biểu rất là ủng hộ crypto và không thích Gary Gensler các bạn. Và dân biểu Warren Davidson thay là sẽ đánh sập chiếc ghế của chủ tịch SEC của Gary Gensler năm sau thì chúng ta đã biết là dân biểu Davidson đã đề xuất đạo luật ổn định SEC và nói đơn giản đây là một cái đạo luật mà nếu được thông qua quốc hội đó thì nó sẽ thay đổi cấu trúc của SEC và sẽ loại bỏ chức vụ chủ tịch và đương nhiên điều này có nghĩa là sa thải SEC Gary Gensler và thay vào đó là một hội đồng bỏ phiếu cho các quyết định của SEC để xem coi năm sau đó quốc hội sẽ ra sao các bạn tại vì cho đến bây giờ đó, chúng ta đã thấy là SEC đã có nhiều hành động với thị trường crypto này quốc hội đó thì vẫn lời mời các bạn nhưng mà ngược lại đó thì bên tòa án lại rất là quan tâm và năm nay đã can thiệp khá nhiều về những quyết định của SEC liên quan đến crypto. Chúng ta chỉ còn thiếu quốc hội nữa thôi. Hy vọng năm sau là năm mà chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin tốt. Nhưng mà nói thật thì cũng không có nghĩ năm sau là một năm mà sẽ có nhiều luật được thông qua đâu. Tại vì năm sau là năm mà sẽ có bầu cử tổng thống các bạn. Nói chung đó thì chúng ta sẽ có những sự kiện tiếp theo là Bitcoin spot ETF chúng ta sẽ có sự kiện bitcoin hà bình mà bầu cử tổng thống và bầu cử tổng thống sẽ là một sự kiện lớn năm sau liên quan đến tương lai của crypto trong những năm tới. Và hôm nay đã thường chia sẻ khá nhiều về Bitcoin các bạn tại vì thuần vắng mặt vài ngày. Ngày mai đó thuần sẽ dành theo thời gian để mà chia sẻ về một số những cái altcoin và những tin tức liên quan tới altcoin. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa bây giờ vẫn tốt. Các bạn thấy được là hôm nay đã tăng 3.6%, chúng ta đã gần tới 1,8 nghìn tỷ. Chúng ta thấy được là Bitcoin hôm nay tăng 2.6% nhưng mà Ether cuối cùng cũng đã tăng các bạn tăng 8.5%. Chúng ta thấy được là BNB thì cũng có sự tăng trưởng là 12%. Solana thì đang có sự điều chỉnh một chút các bạn ở mức là giảm 5.5%. Nói chung thị trường hôm nay đó cũng rất là xanh như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, binance và và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. nhưng mà nào mà sử dụng sàn dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều. Tiền tiền trên sàn và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.